Chương một. Thuyền người Hà Nam bay Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Xảy ra chuyện gì rồi? Làm Trần Trường An lần nữa mở hai mắt ra lúc, hoảng sợ phát hiện chính mình vậy mà ghé vào một trương bè gỗ bên trên. Ta bị bắt cóc rồi. Điện thoại di động của ta đâu? Ta đến cùng ở đâu a? À? Gió biển lướt nhẹ qua mặt, một cái ngoài miệng nằm con cá nhỏ tặc hải âu nhàn nhã lẻn qua, không người đáp lại hắn nghi hoặc trần trường an nhớ rõ ràng chính mình tối hôm qua quét sông nai city về sau liền ghé vào trước máy vi tính ngủ làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ đưa mắt nhìn bốn phía chỉ có biển rộng mênh mông mênh mông giữa thiên địa chỉ có một biển một bè một người mà thôi không hiểu trần trường an sinh ra một loại đối mặt thiên nhiên cảm giác bất lực nhưng vào lúc này hắn chợt phát hiện giữa hai chân khe hở nhiều hai dạng đồ vật một quyển sách da dê một cái cuốn lấy dây nhỏ đầu gỗ lưỡi câu. Làm Trần Trường An chạm đến sách da dê lúc, một đạo lưu quan dung nhập bàn tay trái của hắn, tại ngón cái dưới bên cạnh một cm vị trí, ngưng tụ thành quyển sách, đàn tròn cùng kim tệ ba cái đồ án. Chúc mừng, ngươi kích hoạt hệ thống tin tức công năng. Chúc mừng, ngươi kích hoạt diễn đàn công năng. Chúc mừng, tạm chưa đổi mới. Trần Trường An còn không có nghe rõ chúc mừng tam liên đến cùng phát sinh chuyện gì, một đoạn lớn hệ thống tin tức lại lần nữa phù hiện ở trần trường an tầm mắt bên trong. Địa cầu 8 tỷ nhân loại, hoan nghênh các ngươi đi vào biển sâu thế giới, nơi này cơ hồ không có lục địa, các ngươi mục tiêu duy nhất, chính là tận cố gắng lớn nhất kéo dài chính mình sinh tồn thời gian. Vì tốt hơn sống sót, các ngươi cần ghi nhớ trở xuống 6 điểm. Thứ nhất, biển sâu thế giới người người đều biết tục ngữ. Bè gỗ là của ngươi gia viên, lưỡi câu là bằng hữu của ngươi. Thứ hai, sống sót thời gian càng dài, gặp phải nguy hiểm càng lớn, chân thành mong ước các ngươi có thể trở nên càng mạnh, sống được càng lâu. Thứ ba, sinh tồn năng lực yếu kém quần thể, bao quát nhưng không giới hạn trong tàn tật, hài đồng, lão nhân các loại, đem tung ra đến trưởng thành thân thuộc phụ cận, như nguyện ý cứu trợ, có thể kích hoạt cứu viện nhiệm vụ, ban thưởng 30 ngày đồ ăn nước uống vật tư. Thứ tư, không nên xem thường bối cảnh thân phận của ngươi, xuất thân cơ hồ quyết định đại đa số người tương lai. Thứ năm, thế giới này ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, mời cẩn thận tìm kiếm. Thứ sáu, cuối cùng, xin cẩn thận chung quanh khả năng tồn tại cá mập hoặc hải quái. Trần Trường An quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa mặt biển, cá mập vây lưng như ẩn như hiện. Có lẽ là bởi vì trời sinh có một khỏa lớn trái tim, Trần Trường An thân thể cung cấp máu quá mức bình ổn, tạo thành vật lý tỉnh táo, Trần Trường An bắt đầu suy tư trên biển cầu sinh biện pháp. Nước biển không thể uống, uống chỉ biết gia tốc lượng nước sói mòn. Uống nước tiểu, hoặc là uống sinh vật huyết dịch có thể tạm thời giải khát, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Tại trên thuyền nhỏ không thể vận động dữ dội, nếu không sẽ có lật thuyền nguy hiểm. Phía dưới không có. Trần Trường An đối với hải dương cầu sinh phương diện nhận thức cũng liền một chút. A, à, Trần Trường An kinh ngạc phát hiện tầm mắt bên trong hơi mờ màng sáng dần dần tan biến, thay vào đó là cùng loại chiến lược loại trò chơi liên quan tới nhân vật bối cảnh lựa chọn hình ảnh. Thế giới này tồn tại hàng trăm triệu sinh mệnh cùng trận doanh, mời từ trở xuống ba loại thân phận bên trong, lựa chọn một cái với tư cách bối cảnh thân phận của ngươi. Tuyển hạng 1 Người mang móc sắc vô danh hải tặc, tuyển hạng 2 Khung thuyền thám hiểm ngư dân thiếu niên, tuyển hạng 3 Lọc vào truy nã xuống dốc quý tộc, trần trường an nhướng mày tinh tế suy tư ba loại lựa chọn lợi và hại lựa chọn thứ nhất là hải tặc khả năng có được vũ khí móc sắt ngầm thừa nhận gia nhập hải tặc trận doanh tại biển sâu thế giới bên trong có lẽ là một cái lựa chọn tốt nhưng cũng có thể là lọt vào cái khác trận doanh truy sát thứ hai là ngư dân thiếu niên lựa chọn cái này một hạng về sau bè gỗ có lẽ sẽ thăng cấp làm thuyền nhỏ còn có thể căn cứ tình huống hiện thực tự do lựa chọn trận doanh tính an toàn cao cái thứ ba nha. Trần Trường An suy nghĩ kỹ một hồi. Nếu như nói cái thứ nhất tuyển hạng cùng cái thứ hai tuyển hạng từ mấu chốt, theo thứ tự là vũ khí cùng an toàn. Như vậy, cái thứ ba tuyển hạng từ mấu chốt, chính là tiềm lực cùng nguy hiểm. Tại dưới đại đa số tình huống, quý tộc cái này một bối cảnh, tất nhiên biết sau bình thường thân phận càng có tiềm lực, duy nhất cần cân nhắc, chính là nó tiền tố lọc vào truy nã trần trường an nhìn thoáng qua dưới chân bè gỗ nó không có chút nào nửa điểm chống trự cá mập năng lực tính an toàn làm người lo lắng vô luận là thu hoạch được vũ khí còn là thăng cấp thuyền đều có thể tăng lên rất nhiều tự thân cảm giác an toàn ngược lại là cái thứ ba tuyển hạng sẽ gặp phải truy nã giảm nhỏ giai đoạn trước sinh tồn tỷ lệ mạng nhỏ quan trọng an toàn thứ nhất cho nên ta tuyển trần trường an lung lay đầu một bên vuốt vuốt lưỡi câu một bên không chút do dự lựa chọn hạng thứ ba. Ngươi đã chọn định lọc vào truy nã xuống dốc quý tộc, ngay tại tạo ra bối cảnh. Ngươi tổ tiên là được người tôn kính đạo Yến Triệu Ma Du Tế Ti, nhưng trước đây không lâu, Tây Môn Thị Tộc lấy lượng lớn huyết thực cung phụng biển sâu tà vật Đa Gon, cả tộc Ma Hóa, đem Ma Du một mạch chém dết hầu như không còn, đồng thời trọng kim truy nã còn sóc lại Ma Du thế lực thành viên, ngươi vội vàng lái bè gỗ thoát đi Đông Hải, đi vào mảnh này không người hỏi thăm Hải Dương cược thắng. Trần Trường An mặc lộ vẻ mừng rỡ. Tế ti thân phận có thể cung cấp đào móc tài nguyên rất nhiều, cho dù là kẻ vô thần thịnh hành hiện đại địa cầu, cũng có thể khiến người ta xem trọng xem xét. Húng chi ma du một mạch còn có thế lực còn sót lại thành viên, hoàn toàn có cơ hội chuyển hóa thành tự thân trợ lực. Cái này sống, máu kiếm lời. Trước khi đi, ngươi vội vàng từ gia tộc trong bảo khố lấy đi đồng dạng vật phẩm, xin hỏi ngươi cầm là tuyển hạng một. Không người hỏi thăm quân dụng nỏ, tuyển hạng 2. Trân quý cầu viện pháo hoa, tuyển hạng 3. Bằng gỗ ma du tượng thần, Trần Trường An do dự một chút về sau, lại lần nữa lựa chọn cái thứ ba tuyển hạng. Quân dụng nỏ vào tay đơn giản, còn có thể phản sát cá mập, người bình thường tất nhiên ưu ái tại loại này dân gian cấm dùng đại sát khí. Nhưng có một cái lãnh tri thức, Trần Trường An vừa lúc biết. Cung nỏ từ vật liệu gỗ, sừng thú, nhựa cây cánh kiến đỏ cùng gân thú chế tác mà thành, đối với độ ẩm cùng lượng nước cực kỳ mẫn cảm, nếu là ở trên biển loại nước này khí khá nặng địa phương, tầm bắn cùng độ chính xác đều sẽ trên phạm vi lớn kéo hông. Lựa chọn thứ hai, nhìn như có, trân quý, tiền tố, nhưng người chỉ cần nghiêm túc học qua cho dù là trung học trình độ đọc lý giải, hiểu được, liên hệ bối cảnh, liên hệ với đoạn dưới, liền có thể biết rõ, cầu viện pháo hoa không dùng được. Với tư cách một tên người bị truy nã, trần trường an trọng yếu nhất không phải là cầu viện mà là ẩn nấp tự thân tránh né truy nã nếu như tự thân không đủ cường đại có thể pháo hoa cầu đến viện binh đảo mắt liền vì tây môn thị tộc tiền thưởng thống hạ sát thủ chúc mừng ngươi thu hoạch được bằng gỗ ma du tượng thần bằng gỗ ma du tượng thần hy hữu độ màu trắng giới thiệu ma du một mạch cung phụng nhiều năm cổ lão tượng thần trong truyền thuyết nó từng khu trục thượng cổ tà vật làm ngươi thu hoạch được tinh phẩm đồ ăn hoặc rượu lúc, có thể lên cung cấp ma du, đổi lấy tương ứng thần lực. Trong lòng mặc niệm ma du phù hộ, về sau đem tỉnh lại ma du thần uy, khu trục phụ cận có ác ý sinh vật biển, mỗi cái giờ tiêu hao một điểm thần lực giá trị thần lực giá trị 14.30 đánh giá. Tìm lực của nàng xa không chỉ nơi này. Một cái dài ước chừng một thước vàng gỗ lê tượng thần, chậm rãi từ trong hư không hiện lên, rơi vào Trần Trường An nơi bàn tay. Tượng thần điêu khắc hình tượng là một thiếu nữ, nàng có chút mở ra miệng nhỏ, trên mặt hơi có vẻ chờ mong, giống như là một cái chờ đợi chủ nhân ném mồi đồ ăn vặt mèo cam. Trần Trường An trong lòng âm thầm nhã rảnh. Mà dù, chẳng lẽ là một cái tiểu ăn hàng. Cuối cùng, mời ngươi vì ngươi vô danh bè gỗ đặt tên, Trần Trường An nhớ tới kiếp trước địa cầu. Hắn là một vị người Hà Nam, trừ cái nào đó địa vực đen ngạnh, còn có một chiếc vĩnh viễn không cách nào trở lại quê hương tàu ma, cùng Hà Nam kết xuống quan hệ chặt chẽ. Trần Trường An bị kích thích một chút nỗi nhớ quê, giống như cười giống như thở dài. Giống như ta cũng không thể trở lại quê hương, mặc dù không có thân thích người nhà, nhưng ta rất nhớ trong túc xá các con, tưởng niệm muôn màu muôn vẻ thế giới internet, tưởng niệm trong group lưu đồ không lưu chủng đám lão tài xế, cho nên tên của ngươi là. Trần Trường An nhếch miệng lên nhìn một cái dưới chân bè gỗ, đưa vào vang dội bảy chữ lớn. Thuyền người Hà Nam bay. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.